là bạn 27 tuổi chưa có thai lần nào, bạn bị u xơ là 1cm nằm ở trên đường niêm mạc tử cung, hiện tại chuẩn bị làm IVF, có nên chứa thai đôi hay không, hoặc nên mổ u xơ trước khi IVF? Bạn phải cho bác sĩ Nhật biết rằng là cái nhân sơ dưới niêm này của bạn là 1 hay 2, bởi vì nếu mà dưới niêm mạc mà ở 1 Figo 1 thì bạn khoan chuyển phôi hoặc làm một ống nghiệm, bởi vì là Figo 1 nếu bạn chuyển phôi khả năng thất bại của bạn khá cao, do đó bạn có thể nội soi bù tử cung để mình cắt cái khối nhân sơ cho bạn nha.